Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Kim Tan, là admin của kênh YouTube VNBot Channel. Vào khoảng cuối năm 2019 thì ở Việt Nam bắt đầu có thông tin về một sản phẩm tài sản số, đó là P-Network. Tôi bắt đầu tìm hiểu về P-Network và phân tích thật kỹ càng về P-Network, và tôi đã tìm ra được ba cái đặc điểm ưu tú nhất của P-Network. Đó là, một là vào thời điểm đó thì chưa có bất kỳ một sản phẩm tài sản số nào nó có thuật toán hay và ưu tú như P-Network, là điểm danh và trả thưởng trên điện thoại di động. Và hai là đội ngũ P-Core Team là những người danh tiếng và uy tín tại trường Đại học Stanford của Mỹ. Và ba là cái cách thức phát triển cộng đồng rất nhân văn. Và ngay lập tức tôi đưa ra quyết định là tôi phải khai thác P-Network ngay lập tức, và tôi làm clip hướng dẫn cho cộng đồng khai thác P-Network càng nhiều càng tốt. Và càng khai thác P-Network thì tôi càng nhận ra những cái giá trị nhân văn của P-Network. Đầu tiên đó là cái giá trị nhân văn về văn hóa, là P-Network đã kết nối tất cả mọi người khắp nơi trên toàn cầu đến với nhau. Mọi người có thể gặp nhau để trò chuyện về Pi một cách rất vui vẻ, không phân biệt già trẻ, tuổi tác, nghề nghiệp, sang hèn. Và có rất nhiều người cảm thấy khỏe ra khi mà nói đến câu chuyện của P-Network. Cái giá trị nhân văn thứ hai đó là nó kết nối con người với nhau. Trước đây thì bạn bè chả mấy khi hỏi thăm nhau cả, nhưng mà từ khi có P-Network thì rất hay hỏi thăm nhau: ê, đã kích Pi chưa mày? Và cái giá trị nhân văn thứ ba đó là giá trị về tri thức. Thì trước đây rất nhiều người trên thế giới không biết đến blockchain là gì, không biết đến crypto là gì, và không biết đến Web3 là gì. Thì từ khi mà biết đến P-Network thì họ đã biết blockchain là gì, biết đến crypto là gì và biết đến Web3 là gì. Thì cái giá trị về tri thức nó là một cái giá trị vô hình cực kỳ to lớn. Thì từ những cái giá trị nhân văn đó thì tôi quyết tâm khai thác Pi thật nhiều, và tôi lan tỏa Pi cho rất nhiều người ở trong cộng đồng, để làm sao tất cả chúng ta sẽ khai thác được thật nhiều Pi và sở hữu được thật nhiều Pi, càng nhiều càng tốt. Cá nhân tôi thì tôi dự đoán giá trị của Pi sau khi Open Mainnet thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 0,5 đô cho đến 10 đô, dựa vào tổng cung của Pi, dựa vào giá trị của hệ sinh thái của Pi và dựa vào số lượng cộng đồng tính đến thời điểm hiện tại. Thì đó là cái dự đoán cá nhân của tôi. Chứ tôi thì tôi mong muốn là giá trị của Pi càng cao càng tốt. Bởi vì một tài sản số ấy thì nó sẽ có những cái đột biến rất lớn, mà nó không theo một cái nguyên tắc nào cả, và không ai định lượng trước được cả. Và quan điểm cá nhân của tôi thì tôi luôn mong muốn là tất cả chúng ta sẽ sở hữu được càng nhiều Pi càng tốt, khai thác được càng nhiều Pi càng tốt. Và khi mà chúng ta có nhiều Pi thì giá trị của Pi cho dù nó có cao hay thấp thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều thu nhập, bởi vì chúng ta có nhiều Pi ở trong tay. Thứ nhất là tôi đã tài trợ cho sự kiện CGV Hà Nội 18 tháng 6 lần này với số tiền fiat là 14.032.019 đồng, để nhắc tất cả mọi người nhớ đến cái ngày ra đời của một tài sản số đình đám là P-Network của chúng ta. Đó là ngày 14 tháng 3 năm 2019, là ngày ra đời của một tài sản số đình đám và mang rất nhiều giá trị nhân văn, đó là P-Network. Và trong đó thì chúng ta đang là những người mà được hưởng những cái giá trị nhân văn từ P-Network. Và thứ hai là tôi mang đến sự kiện CGV Hà Nội 18 tháng 6 lần này 5 chiếc máy tính để đồng thuận cho cộng đồng với mức giá 314.159 đô trên một Pi. Tức là tôi đồng thuận với mức giá 0,000 mấy Pi trên một máy thôi. Tôi đồng thuận với mức giá cao như vậy là để tôi mong muốn giá trị của Pi thật cao, để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và để phong trào P-Network Việt Nam của chúng ta đoàn kết và mạnh mẽ, sánh ngang với các nước ở trên thế giới, và để đội ngũ P-Core Team nhìn vào phong trào P-Network Việt Nam của chúng ta với cái nhìn ngưỡng mộ, thiện cảm và ưu ái, và với khẩu hiệu P-Network Việt Nam vươn tầm thế giới. Nếu mà nói đến cơ duyên ấy, vì sao mà tôi biết được đến P-Network thì rất đơn giản. Một người em chơi rất thân với tôi, em ấy nhỏ hơn tôi chục tuổi nhưng mà lại cực kỳ tài năng và có tư duy tầm nhìn tốt, kiến thức về tài chính, mọi thứ về tài sản số. Tôi ngưỡng mộ em ấy, yêu quý, tin tưởng. Sau khi được em chia sẻ về tiềm năng của Pi Network thì tôi đồng ý đăng ký một cái tài khoản miễn phí để bắt đầu khai thác từ khoảng tháng 11 năm 2019. Thì sau khi đăng ký xong, tôi cũng tò mò
tìm hiểu xem, lúc ấy mới tìm hiểu nhá, xem Pi Network là như thế nào. Càng tìm hiểu, đọc thông tin nhiều và hiểu biết thêm từ các nguồn thông tin ở các kênh chính thống, uy tín trên mạng, thì tôi biết được thứ nhất là tiềm năng, giá trị, và tìm hiểu kỹ hơn về nền tảng, về hệ sinh thái, về những người tham gia vào để khai thác Pi Network, cũng như đội ngũ Pico Team làm việc, thì tôi càng cảm thấy yêu Pi nhiều hơn. Thì tôi nghĩ đây là cái cơ duyên để cho tôi biết đến Pi Network. Thực ra là cái ý tưởng ban đầu ấy, thì tại sao mà tôi lại quyết định đồng thuận cái trao đổi phòng khách sạn của tôi tại phố cổ Hà Nội với cái giá GCV? Đơn giản là tôi hiểu được tiềm năng, giá trị vượt trội của Pi Network so với tất cả những tài sản số khác. Nó đơn giản, dễ khai thác, không phân biệt giai cấp, tầng lớp hay là tôn giáo, và tất cả những người dân có thể tham gia hay khai thác miễn phí được. Đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là tôi nghĩ thế này: nếu như tất cả mọi người cùng ngồi một chỗ và chờ cái giá của Pi Network tăng cao sẽ là rất khó. Để đồng hành hỗ trợ phát triển cho sự phát triển của hệ sinh thái, thì tôi nghĩ là mình phải làm một cái việc gì đó thực sự có ý nghĩa cho cộng đồng và đóng góp sức mình vào Pi Network. Và như vậy là ngày 23 tháng 7 năm 2022, tôi quyết định bắt đầu mở chiến dịch đồng thuận giá phòng khách sạn của tôi với giá trị GCV 1 Pi tương đương với 314.159 đô la Mỹ. Và tôi rất hạnh phúc được mọi người tiếp nhận và hồ hởi đồng thuận giá phòng của tôi với cái mức này. Vì tôi thấy cộng đồng Pi Network trên toàn thế giới họ tổ chức những sự kiện rất là lớn, rất là hoành tráng. Vì vậy, nó thôi thúc tôi là phải tổ chức một cái sự kiện tại Việt Nam phải có quy mô hoành tráng và phải vươn tầm thế giới như nước họ. Vì vậy, nó cũng đã khiến thôi thúc tôi thêm một lần nữa là tìm những người cùng chí hướng, có cùng cái sự ảnh hưởng tại Việt Nam để cùng chung tay tổ chức cái sự kiện. Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, thì những sự kiện mang tính chất giao lưu, chia sẻ dưới góc nhìn của những chuyên gia và những người yêu thích blockchain tại Việt Nam, tôi mong muốn sẽ có nhiều dịp như thế này để cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển hơn.